Chị nhá, tôi là Tính, tôi đang tá tại Mitsubishi trên kênh Sài Gòn. Đây là All New Triton 2024 phiên bản GLX màu đen, có mức giá niêm yết là 655 triệu. Đây là cái xe mới tụi em mới mang về đại lý để chuẩn bị lắp đặt phụ kiện và tiến hành PDI đăng ký đăng kiểm cho khách hàng. Màu đen nhìn rất là ngầu ha. Với phiên bản này thì tụi em có 3 màu là màu trắng, màu đen và màu xám, đồng giá như nhau 655 triệu. Và anh chị sẽ được khuyến mãi rất là nhiều, khuyến mãi cho mình là 50% lệ phí trước bạ, tặng cho mình 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng cho anh chị 10 triệu phụ kiện tự chọn, và anh chị sẽ được miễn phí 6 lần thay nhớt và lọc nhớt. Bản này em có xe lái thử luôn anh chị, bên em có xe lái thử phiên bản cao cấp nhất và phiên bản GLX. Bản này thì nó chỉ có 3 màu thôi nha, là anh chị muốn chọn những màu khác thì chỉ có cách là sơn lại, còn chính hãng nó chỉ có 3 màu thôi. Và đây là cái xe mới tinh nè, bọc ni lông còn nguyên nè anh chị. Ghế nỉ nha, em tặng cho anh chị là 10 triệu phụ kiện, thì trong đó thì anh chị có thể chọn ghế da và dán phim đấy, hoặc là chọn những món khác cũng được. Bệ bước có sẵn, mấy cái này là nguyên zin hết nè anh chị. 655 triệu là mức giá niêm yết dành cho phiên bản này, xe mới tinh anh chị. Anh chị xem nè, mới tinh nhưng mà chạy 24 cây số nè, từ nhà máy về nó đã 24 cây. Tại vì nhà máy họ có nhiều kho lắm, họ chạy từ bãi lên thuyền, lên tàu, rồi tàu xuống đây, rồi từ kho A sang kho B, kho C, rồi về đại lý nữa. Có những cái xe audio nó sẽ cao hơn nữa nha. Vô lăng, con này vô lăng trợ lực điện, trợ lực dầu nè, nó hơi nặng. Em có xe lái thử, anh chị cứ alo em mang xe qua cho anh chị trải nghiệm. Có ga tự động nè, màn hình zin theo xe nè anh chị. Điều hòa cơ ha, hộp số 6 cấp, bọc da ngay cái núm này. Chạy một cầu, cầu sau, phanh cơ ha. Ghế nỉ chỉnh cơ, anh chị bỏ cho em tầm 6 triệu là có được bộ ghế da rồi. 655 triệu. Ốp này là zin theo xe này chị. Gương chỉnh điện, gập điện, xi nhan trên gương nha. Nhiều người thì cũng không thích cái mâm con này, nhưng mà em lại thích nha. Em thích cái lốp dày như này mà nhìn nó cũng hay mà. Lốp béo như này thì anh chị đi địa hình nó tốt hơn ha. Phanh đĩa trước nè, treo trước là càng a kép. Đèn zin của nó là đèn halogen nha. Anh chị muốn nâng cấp ánh sáng thì nâng cấp lên cái đèn bi halogen. Bên em có làm cho anh chị luôn, hơn 10 triệu thôi. Nó sẽ giúp tăng ánh sáng tốt hơn, đặc biệt là đi vào ban đêm. Đèn sương mù là có sẵn. Đấy, nhìn cái góc này thì nhìn cái xe nó rất là gấu ha. Nguyên cái lưới tản nhiệt này á, nó làm rất là chắc chắn, và nó in dập luôn cái chữ Mitsubishi vào đây. Nhìn rất là gấu. Phần bên này là bằng da nè anh chị. Đây là đèn bóng piano, phần này nó sơn màu kim loại, này giả carbon, rất nhiều vật liệu, kiểu dáng nó kết hợp với nhau. Bản này nó có cân bằng điện tử này, hai túi khí nè, có đầy đủ hết các tính năng về an toàn nha anh chị. Ghế cơ hết. Anh chị muốn nâng cấp ghế điện thì chi phí là tầm 11 triệu. Qua cái đời này thì cái độ ngã lưng nó không tốt bằng đời trước anh chị, nhưng mà nó vẫn tốt hơn hàng Ford nha anh chị. 655 triệu. Đây, treo sau là xe nhíp lá này, ba lá nhíp, bánh xe cua nằm bên dưới gầm. Lót thùng là zin theo xe, bản thấp nhất nhưng mà có lót thùng nè. Rồi tay nắm cửa mạc rôm nè, bệ bước là có sẵn. Đây là các chi tiết nguyên zin. Những chi tiết này rất là hay. Một số hãng bản thấp nhất đâu có cái lót này đâu, phải mua đó. Đây là phía sau. Cái con này nó có camera lùi, nhưng mà nó không có cảm biến lùi. Anh chị muốn nâng cấp cảm biến lùi thì trị giá nó khá là rẻ thôi, có thể lắp đặt thêm. Hoặc là nâng cấp camera thì bên em cũng có nâng cấp được camera 360 cho anh chị. Với cái phiên bản thấp nhất này, chi phí là 655 triệu, chưa bao gồm giảm giá, thì anh chị sở hữu được một khối động cơ 2.4 máy dầu tăng áp, cho ra công suất là 184 mã lực, 430 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp dẫn động cầu sau. Đây là một khối động cơ được đánh giá là mạnh hàng đầu trong phân khúc này. Đấy, hơn 600 triệu nhưng mà đã trên 180 mã lực là rất mạnh đó anh chị. Xe nhập Thái, sản xuất 2024. Các màu đồng giá như nhau hết. Em có xe lái thử nha. Bản GLX em cũng có xe lái thử, bản Athlete hai cầu em cũng có xe lái thử. Bản này là trợ lực dầu ha. Anh chị muốn lái thử bản nào cứ alo cho em mang xe tận nhà cho anh chị trải nghiệm. Bây giờ tụi em đang có sẵn đủ màu, đủ phiên bản luôn, cả 3 phiên bản. Tất cả các màu em đều có hết. Anh chị quan tâm thì alo cho em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.